Cái rau đắng này giống Việt Nam luôn hả? Ừ. À, hồi đó người ta cho có nhiều rây đó. Mà chị ương lên, chị cho em nữa là người thứ năm. Cho em chỉ em cách trồng với. Nè, đó em cứ nhìn chị nè. Thả nó nằm xuống như rau răm vậy, nè. Thả nó nằm vậy nè. Là những cái nách này nó sẽ bám xuống vậy là nó lên thôi. Bám rễ đúng không? Đó, y như rau răm. Hay quá. Mà phải có nước gì hả chị? Lúc nào cũng có nước hả? Em mới trồng á là vậy. Đừng có cho nước nhiều. Khi nào em thấy nó lên cao rồi lúc đó em mới cho nước nhiều, nó lợi sống nước. À quay, đúng rồi ha. Hay. Hồi nãy á, tại cắt nó lâu biết không chứ không chị để em lại em coi nó ra nó thương nó le lên. Nhưng mà ai mà chị cho giống về chị cũng cho mới ăn á. À chị vậy hả? Đó rồi bắt đầu chị lấy cái giống cái chị đúng là ăn. Hay quá, trồng cái gì cũng lên nè, rau răm đồ cũng lên quá trời luôn. Rau răm là cũng cần nước phải không chị? Ẩm ẩm à. Ẩm ẩm, quế, em trồng quế không giờ được nha. Quế của chị hả? Hôm đó em mà lại sớm thấy nó quá. Bữa nay nó già. Quế cái này là chị mua giống hay là chị hộp? Chị mua cây đó. Mua cây Tân Khoe hả? Em mua về toàn chết luôn. Chị mua cây á, mà bữa nay nó già lắm rồi, ăn chết. Cái này rau muống nè. Trời ơi. 4 lần 5 lần. Hay quá à. Thằng này cũng ăn nhiều lần rồi nè. Hành hương mình đó hả? Hành hương mình á. Rau muống cắt ăn 5 lần nữa. Rau muống này loại lá bự phải không? Đâu phải lá tre đúng không chị? Không, lá bự. Lá tre khó trồng quá. Lá tre là cỡ vậy nè mới gọi là lá tre. À Quy, nhà em trồng lên khoảng gang tay là thôi không lên nữa. Ớt nữa nè, trời ơi nè, cái lá cẩm nè, thấy không? Cái lá của người ta là ghê không? Sao bự. Trời ơi, nhìn cái của em mắc cỡ quá. Nhưng mà năm nay nó không tốt bằng mọi năm. Mọi năm tốt lắm. Năm nay tại vì vừa rồi mùa đông chị để nó trong nhà nó thiếu phân á. Quá trời đã luôn nè, mà hai bụi bự luôn nè. Chanh này là chanh Thái. Chanh nè. Thái nè, là nè. Cái lá này mình làm đồ ăn đó, được đó, hả? Đó. Ngộ quá đó. Luôn nè. Trời ơi cái chanh trái sần xì nè. Đó. Cái này để ở ngoài luôn ha, mốt đem vô nhà chị. Chị đem vô nhà. Cái cẩm lá cẩm cũng đem vô nhà. Đem vô luôn. Tắt rồi chị cũng đem vô luôn. Chị nói cái vườn của chị nhỏ nhưng mà Dung thấy cái gì nó cũng có hết trơn luôn á. Mà trồng rất là tốt nữa. Lê nè, bơm. Rồi cái này là sả nè. Trời ơi, sả cây bụi quá. Coi nè mê chưa? Em mà thấy cái bụi của hồi năm kia kìa em mới mê. Cái nó chết rồi. Chịu đông luôn không? Không chịu đông nha. 2 độ á, 3 độ là được. Rồi. 2 độ là chết rồi. Quá trời, vậy chị phải làm cách nào? Đem vô nhà hết. Đem vô nhà hết. Đây nè, hai trong dẹp hết, mày dán màn lên. Để cho xuống đây vô đúng không? Cây quỳnh này là nở thơm dữ lắm luôn đó. Em coi thử cái bông coi. Wow, trên nè. Đêm hôm á, hồi 10 giờ rưỡi. Mà có cái tiếc là hoa quỳnh nó nở chỉ một đêm thôi hả chị? À, tiếc quá. Trời ơi, đây nè còn có một thứ đặc biệt nữa là rau lan. Đây nè. Su nè. Su quá trời đọt luôn. Tháng mấy nó bắt đầu có trái chị Su? Nó bắt đầu có trái. Nó bắt đầu có trái hả? Nó có trái nè. À đúng rồi nè. Đã ha. Đây. Đây là ớt nữa nè. Chị nói dư quá chị dục tùm lum ta lả. Quế. Nè em khoái cái này nè. Cái này dễ trồng không chị? Dễ. Kia bằng gì? Tầng dày lá. Em biết gì không? Thích ăn mì gói với lại cái này nè. Dạ hả? Cái mùi này chị sợ quá không? Chồng chị cũng ăn nguyên lá. Ngon chị, cái đó tốt mà. Quế. Còn đây là cái gì quên nè. Có muốn không? Có cho hồi lấy. Không từ chối. Em hái cái này nè. Này là cần nước nè. Bữa hổm em đi rừng với mấy chị kia để hái cần nước cái về trồng á. Mà của người ta cho chị mà sao nó không lên cao. Nó quá lùng đã. Tao cao mà nó lùng vậy. Tao cũng không hiểu. Tao cao mà nó lùng. Chết được. Chị có nhánh là thôi khỏi đi chị. Cho bạn nhánh là mình... Có nhiều còn ấy được chứ có ít cho em mất công. Đó là mới nghe nè. Dạ. Cảm xuống mà thấy nó không ổn, cắt lá. Trời ơi, chỉ có con chậu nhỏ xíu rồi, có con bụi à. Mà cho Dung luôn, cho Dung nhánh luôn. Có ai có tôi cho luôn. Thôi. Không dám xin chị đâu. Nhà hôm đó nó bự lắm á. Rồi nó chết hết, nó còn có miếng xíu nhỏ gì mà nó lên lại đó. Hay quá ha. Hôm nay không dám đụng đó. Quá trời luôn. Vườn nhỏ nhỏ mà cái gì cũng có mà đa phần là trồng trong chậu không nha. Chậu không à. Chậu còn dư đóng rồi thấy không? Tại vì anh này anh lót gạch hết rồi. Dạ đúng, em cũng thích lót gạch nó sạch. Anh lót gạch hết rồi. Wow, đã luôn. Thơm cái quế này thơm quá chị. Cái này quế này nó không biết cái gì nữa. Quế này thơm quá trời luôn. Nó không có Mẹ em thấy cái quế cộng màu tím nó thơm hơn quế cộng màu xanh. Ừ đúng rồi. Ừ, màu xanh nó không thơm bằng. Ừ. Dạ, trời ơi mình đi vườn có ai thấy cũng thấy ham hết trơn luôn á. Trồng cái gì cũng trồng được mà là lên ngon lành luôn á. Còn nhà Dung á trời gì cái đâu, hai vợ chồng cũng bỏ công bỏ sức ra dữ lắm mà không có cái gì. Đây cà nè, cà tô mát nè, lên trái thấy mê chưa? Quá trời đã không. Còn tí tô nè, tí tô lá xanh tốt ghê luôn á. Chị có bỏ phân gì không chị? À bỏ con gà mua ắt xong á hả? À cái này là, cái này là hẹ, cái này là hẹ nè. 20 kg mà nhiêu? 11 đồng. Chị mua ở đâu? 11 đồng mấy gần 12 đồng á. Chị nói chị mua ở đâu? Chỗ hạt ăn đây nè. Đường này lên nè. À vậy hả, sao rẻ vậy? Còn này, còn đây là chị nói là lá ấy. Đâu? Đâu cho em coi cái đó coi sao rẻ vậy? Tốt chị thấy cái phân này tốt. Phải được. Rạc đi lăng á hả? Rạc đi lăng á. À đây đây đây, nó ghi là phi mê vẹt mà. À granule. Vậy được ha. Vậy tính đây cũng rẻ không mắc hả chị ha? Mắc mà phải tốt á. Phải tốt hơn phân cứt ngựa, hồi đó chị xài phân cứt ngựa mắc bỏ mẹ. Mà đâu có tốt bằng nó. Ở đây là rau dắp cá nó lên dày đặc luôn nè. Ôi ôi. Này nó giống như nó chen, nó chen nhau luôn á. Về cắt về ăn phụ đi. À ăn phụ nghe. Cái này là năn nỉ em ăn phụ á. Ăn phụ đi chứ nó già. Mà Dung quá xạo quá. Coi nè quá trời luôn á. Sao chỉ trồng hay quá. Hường là cái này dễ trồng nhất mà em trồng lại không lên. Dễ lắm, gắm nó lên à. Cái bên phát hiện cái bông hồng hay bông gì ngộ vậy ta? Hồng tỉ muội á, nó màu hồng cam đẹp lắm. Mà sao nó nhỏ nhỏ hay Hương quá ha? Tỉ muội mà. Tỉ muội hả? Nó già lắm rồi, nó lớn tuổi hơn chị đó. Chị đây là này là sư tỷ nè, mình là sư muội. Đó. Coi nè. Biết nó bao nhiêu tuổi rồi chị. Vậy hả? Mà đã có nó rồi chắc nó cũng 20 tuổi. Ngộ quá, lần đầu tiên thấy loại này luôn á, nhỏ xíu thấy Hương quá chị. Nó bự, nó cỡ vậy thôi, nó đâu bự hơn nữa đâu hả? Nó nở, nó bự hơn nữa luôn. Nó bự hơn luôn. Tại vì nó tàn rồi nè. Wow, ngọt quá. Mà nó vô mùa đúng tháng 4, qua tháng 4 nó bự vậy nè. À. Kêu bằng hoa hồng tỉ muội. Ngọt quá. Nó màu cam đẹp lắm. Hoa hồng tỉ muội, lần đầu tiên mới thấy luôn á. Mà cũng đâu thấy chợ nào bán đâu ta, đi Hippo đâu có thấy. Wow, có thấy mê không? Má chồng chị trồng rồi nè. Chị qua là đã có. Chị qua bao nhiêu năm? 18 năm hả? 16 năm. 16 năm. Chị qua 2006. Chị qua vậy chị qua sao em nữa? Ở cái ớt nè. Chị mới qua nữa. Chị ở Việt Nam, chị ở đâu? Chị ở Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. À. Ở Long Điền á. Vậy hả? Vậy từ em xuống chị đâu có xa? Em Sài Gòn phải không? Em ở Đồng Nai, em Long Thành. Em ở Long Thành á. Ủa, nội chị Long Thành á. Em Long Thành Nhân Trạch. À, đó. Trong Nhân Trạch. Nhân Trạch là cô, chỉ có người cô lấy chồng trong đó ở Phước Thiền. Ở Phước Thiền hả? Hồi xưa em đi học ở trường Phước Thiền, học cấp 2 đó. Cô lấy chồng trong Phước Thiền, còn nhà là bà nội là ngay cầu Quán Thủ. Ở đây có thêm cây quế nữa nè. Trời ơi, ngay cầu Quán Thủ luôn hả? Ngay cầu Quán Thủ, cái nhà lầu của ba Thợ Tiện á. À vậy đó. Trời ơi, đây có cây tí tô nó mọc nè, nói chung nó chỗ nào nó mọc được nó mọc rồi ha. Cái mê quá trời luôn. Vậy đó. Vậy Đồng Hương xa nữa không? Dạ thôi được rồi chị. Để chia cho người khác với. Cái này là mồng tơi, cái mồng tơi này của mình. Của mình á. Mồng tơi này loại của mình. Nó có bông nó rụng xuống sang năm nó tự lên. Hay ha. Su nè, em nghe nói đọt su ăn ngon lắm. Ơi hay quá. Tí tô cho. Tí tô không? Dạ được một chậu, một cây. Cho đi. Cái này đó, này là chỉ năn nỉ mình lấy giùm nữa ha. Ăn giùm phụ bếp. Cái su nó vô tới trong nhà luôn nè. Wow, trời đã. Người nào mà chạy xe đường tới đây là cho hết. Còn mấy phải khách đi đây rồi chi cho người ta mệt quá. Wow, ớt trái nè, chị nói là hái được 100 trái, 100 á chị. 100 rồi đó. 100 trái, một mấy cây. Hai cây này thôi hả? Hai cây đó thôi đó. Mà ớt này là ớt gì ta? Ớt chỉ thiên hả? Ớt chỉ thiên mà một trái, còn của Bình ở dưới ớt chỉ thiên nguyên chùm. Ngộ quá, lần đầu tiên mới thấy nguyên chùm á. Mà một trái này thấy lạ quá. Nguyên chùm chị thấy rồi nhưng mà wow, chị chưa có được tận tay mình bóc nó. À, mình thấy người ta có. Mình không dám đụng vô. À, hôm bữa em được chị cho chị Bình cho đụng rồi. Đây, cái này là bạc hà nè. Trời ơi, thấy mê quá. Chỉ trồng trong chậu luôn nè, đâu cần phải trồng dưới đất đâu. Trồng trong chậu. Trồng dưới đất nó không có đủ nước. Ở đây nhà chị cao nó bị rút nước nó khô. Trồng trong chậu giữ nước. Ủa chị, bạc hà phải cần nước hả? Cần nước, em nó sống trong nước. Hèn chi nhà em bữa hổm em đi người ta cho em mấy cây mà nó không lên nổi, nó khô rang chắc. Thấy mê ghê không? Tốt quá trời, tốt luôn nè. À, vậy đem về em bỏ vô chậu. Thấy mê quá nè, thấy không? Đâu cần phải trồng dưới đất. Chỉ trồng trong chậu thôi mà nó cũng nhảy ra con quá trời luôn. Chị còn nhổ con. Chị nhổ dục, khi nào chị nhổ dục chị kia em tới lấy nha. Dạ hả? Đó, thấy mê không? Lấy. Dùng cái gì nó cũng lấy. Nó cho chị là em không dám lấy thôi à. Em lấy à. Ông xã chị chắc ông đi kiếm em quá. Biết thiệt á. Ai nấu cơm cho ông ăn. Đâu có cần là vườn mà rộng thênh thang đâu ha. Dạ, nhỏ xíu xíu nhưng mà cái gì cũng có, nhỏ mà nó chất lượng mới ghê chứ. Bữa nay em lại là rau măng với lại húng cây húng lủi nó tàn rồi đó. Bây giờ rồi giờ chị cắt nó rồi chị đẩy phân nó đó nè, chỗ này nè. Hồi đó hả như cái rừng luôn. Cây húng lủi. Wow. Đã quá, cái này là rau má đúng không chị? Rau má Thái Lan nè. Đây nè, cái lá nó khác của mình, nó đẹp hơn ha. Cái lá của nó đẹp đẹp đó, nó dần dần nó nhìn thấy nó hay. Còn này rau chua nè, rau chua này để ăn bánh xèo á, nó ăn nó chua dữ lắm. Wow, rau má trời ơi mê quá. Nhà Dung không có khéo tay sao, không mát tay, trồng gì nó lên, nhưng mà nhiều lúc nó lên nhưng mà không có trái nữa. Giống như năm nay trồng bầu á chị, đúng một cây bầu đúng một trái nhỏ xíu luôn chị, nó bị chai luôn. Em mua giống bầu của chị Bình á, rồi bữa chị cho hộp nữa. Quá trời luôn. Chị Bình chỉ cho em hộp nữa. Bình giỏi ghê luôn. Bình quá siêu rồi, em kêu bằng kỹ sư trồng trọt không à. Coi nè, ở đây có ổ hoa nè với lại su. Ổ hoa trái gì đâu á. Su là mấy năm mà chị? Su cái đó là dần này là mình có 1 giây là một. Lên mê không? À vậy hả? Coi á. Nhỏ mà có vỏ là đây nè, thấy không? Quá mê luôn. Ủa chị còn cây này là cây gì vậy? Cây để ăn này nè, cái trái cây này nè. À, apico. Apico hả? À, có một cây bom, cây bo. Cây này bự quá ha, chắc lâu đời đó. Trời ơi, có năm nó có cả 100 kg. Năm nay là hết rồi đó. Rồi năm sau có hú em nha. Từ chỗ làm em tới đây đi gần xịt à. Gần hơn là nhà chị Bình luôn. Đúng rồi. Ok. Thấy không? Tìm được nguồn. Con này da đam nè. Nha đam này là chị mua ở bên đây hả? Thì chị lấy Việt Nam qua đó. Trời ơi, công nhận thiệt luôn á. Để trong nhà nó chết hết 2 chậu rồi đó. À, đem ra ngoài thì nó được. Ở trong nhà nó cũng được nhưng mà năm hay ngoái cái năm Covid nhiều chị không có chăm, nó không có cho phân được, thiếu phân không dám đi mua. Dạ. Cái này bông quỳnh nè. Trời ơi, cắt cái dung bịch rau này, rau sống này mà cuốn bánh xèo là ăn là bá cháy luôn á chị. Rau đắng về mình trồng, thử trồng cái này coi, về cặm vô nước. Cặm vô. Cặm sao chị? Cặm vô đất có ứ nước hả? Nước có vô cái lấy cái chậu kiếm miếng nước vô. À. Rồi cái này em khoái lắm, em thơm, nó thơm lắm. Ông chồng chị ăn sống. À, em thích ăn cái này nè. Trời ơi, cái này chị làm em thèm mì gói Việt Nam quá chị. Vậy hả? Chị lại không ăn nó được. Thích ăn. Ông xã em cũng khoái lắm, còn này rau đắng chị cắt để ăn mà thấy Dung tới cho luôn. Trời ơi chị. Không, thiếu khách cho em chứ phải đi. À vậy hả? Hỏi chị cho ai giống cái chị cho người ta cái đó luôn. À Quy. À tại ông xã chị nói là trồng á thì năm sau mới ăn được. Nên á là cắt cái này luôn cho ăn liền. Đó. Thiếu khách. Cái này người ta mới cho chị năm nay đó. Ông với vẹt bên nhân lên cho ông em ông bên rễ. Wow, hay quá. Cho mấy tay bạc hà vậy ăn thử nè. Wow. Trời ơi. Ở đây toàn á bạc hà, nhà Dung mua toàn là đông lạnh không à. Dạ mình hả? Dạ không. Vậy lấy gì không? Cái cho cái năm vì nó sống qua đông luôn mà. Em để ngoài cái đông nó nè. Cái năm vừa rồi em đi chơi á, cái chị kia cho em một 2 củ 3 củ gì mà em trồng nó không lên. Em không biết cách trồng. Em cứ việc cho nó trong nước sền sệt nè, bạc hà nó sống trong nước em thấy không nè. Nè. Dạ dạ em thấy nó ướt nè. Phải ướt ướt sền sệt vậy nè. Vậy chị nhổ cho em ha. Kỳ quá, đi tới xin tùm lum mà đi tay không có gì đem tới. Tán cho làm gì? Nhà này có hai chồng không bao nhiêu. Để nhổ cho mình giống chồng. Wow, dùng khoái cái này nè. Trời ơi, nó thơm cực kỳ luôn á, cái này á là tốt sức khỏe lắm, cái này là chạy tầng gì quá này. Cái này là ăn trị bệnh đó. Tầng dày lá. Hồi đó nhớ ở Việt Nam ở nhà có một bụi á, trồng á, ba trồng bự thiệt bự luôn. Mỗi lần ăn mì gói là lấy cái này bỏ vô mì gói ăn cực kỳ ngon. Wow, đã quá. Trời, hai lá rồi nó thơm dữ lắm luôn, thơm ghiền luôn á. Cái con quỷ này hôm đó chị trồng ở đây nè, rồi nó lên quá, nó lấn ba cái bồ công anh, nhổ dục của anh kia. Vậy bộ công anh, bộ công anh cũng là thuốc đó nha. Thì đó chị trồng trong phải chị uống. Ủa vậy hả? Trồng đó, nó phải tự lên đâu à. Chứ nếu không là cỏ là nhổ dục rồi đúng không? Đúng rồi. Trồng đó. Ớt chỉ thiên nè. Wow. Chị nhổ cho dùng cái bạc hà. Ở cây này cái gì thấy quen mà không nhớ tên nè. Cây này phía sau chị nè, cái này nè. Cây qua ly. À đó thấy không? Đó. Trời ơi, tí tô gì đâu mà nó nhảy quá rồi, nhảy luôn nè. Nhảy tới đây luôn, mê thiệt chứ luôn á. Đã quá. Trưa 12 giờ mà hành hạ người ta. Chị ăn cơm nước gì chưa? Rồi, sớm lắm. Hai chồng chị là ăn 11 giờ. Chiều 6 giờ ăn rồi. Hôm qua chị Oanh nhắn tin, chị Oanh nói là hôm bữa em xin rau đắng hả? Chị nhắn tin cho chị Oanh. Em nói ok để em nhắn cho chị. Nói là để nói với Bình, nhưng mà thấy Oanh thôi, giờ nói Oanh cho Bình nó rảnh. Thấy không? Không tới nhà chị Bình thì đâu gặp chị Hương đâu. Nói chung ở đây mà mình gặp được người Việt á mừng lắm. Tại vì cái chỗ của Dung ở đâu có người Việt Nam đâu. Không có người Á Đông luôn á. Mà cũng nhờ có internet hả chị ha, nên mới quen biết á chứ bao giờ gặp ở ngoài bây giờ dám nói chuyện đâu. Em đi làm ở trong chợ vậy chứ em gặp thì em chào cũng tiếng Tây thôi chứ đâu biết người Việt hay người gì. Wow trời hết luôn. Hồi xưa mới qua đó. Đi xa nhà cứ đi ra chợ tới thấy ai vậy? Da vàng mũi xẹp thì giống mình, hỏi thăm. Có nhiều người á, họ nhìn mình. Ông chồng ông nói chứ đừng có hỏi. Nhiều người Việt nhưng mà không muốn trả lời nữa. Đúng rồi. Chứ không phải đâu. Đúng đó. Ông chồng nói đừng hỏi. Mình thấy em làm chợ em thấy người Việt em thích lắm. Hay nói chào, nói chuyện tiếng Việt á. Trời ơi, có bao nhiêu người đâu. Wow, trời cái lá này ngộ ha. Nè, hy sinh cho này luôn á. Hy sinh. Kệ nó. Chị nói hy sinh cho Dung luôn nè. Trời ơi. Nha. Này, dạ. Dung tát ra ha. Đó, chị cho Dung luôn nè. Cho nó lớn vậy ăn cho nó mau. Wow, đã chưa. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Thấy biết sao không? Em về em tét ra là nó được ba con với một con này nữa nè. Nhưng mà cái bạc hà này nó không có to nha. Dạ nó nhỏ nhỏ thôi phải không? Nhỏ nhưng mà chất lượng là được rồi. Thấy không? Nó giòn lắm. Ăn nó ngon. Đó, giờ nấu thử cho nồi canh chua ăn thử cái đó là biết. Wow, đã luôn. Chị cho nhiều lắm. Cái chị kia kìa, chị làm cà phua á. Cà phua Rodney á. Nhà chị trồng bạc hà xanh nhiều lắm. Hôm nay mình vô mánh lại rau đắng thôi bây giờ quá trời luôn nè, đủ thứ luôn á. Đây nè. Bạc hà, có bạc hà để ăn liền mà bạc hà để trồng nữa nha. Cái này là coi như là năm sau là nó lên nên là phải nhớ chị Hương á. Đây nữa nè ha, một đụng luôn nè ha. Đó, cho rau đắng về trồng thôi đó nha. Mà chỉ dọn hết nè, dọn hết á, coi như là cũng hết 40% cái vườn của chị rồi đó. Chứ ngon gì nữa. Thấy mê quá à. Wow, đã chưa. Đây là chị mà ăn rau thơm là hồi đó húng cây húng lũi đầy đủ hoa là 7-8 thứ rau. Cái này đâu cần rau tập tàn gì, đâu cần đi mua. Không. Đúng không? Chị ăn rau thơm mùa hè là không có tiền mua. Em tính đi, rau quế nè, rau răm nè, tía tô nè, diếp cá nè, húng cây húng lũi là 6 thứ nè, hẹ là 7 thứ nè. Lá gì? Bồ công anh non. Bồ công anh non. Là 8 thứ nè. Đó. Này có luôn cây mai nè, Tết cắt vô chân nè. Trời ơi. Năm nào chị cũng cắt vô. Chị cắt trước. Đã luôn. Tại nhà đây có nắng nè chị ha. Nắng nguyên ngày không? Không. Giờ này đảo nắng đó. Buổi sáng cũng nắng. Cây mai ha. Bữa đây nắng sáng nhưng đây chuẩn bị sắp hết nè. Còn bên kia đó là chiều nắng bên kia tới tối á. Wow, trời đã. Quỷ này ngon lắm, quỷ này nó mùa đông nó chết. Ngộ quá ha. Này nó sống lên. Hay ha. Coi nó có con không? Chị Hương đang coi có con không? Có con chị Hương cho mình. Đó. Hình như nó không có chị ơi. Hy vọng nó có. Đó, chị Hương có không? Có. Nó bị mấy con nạn hiếp nè. Cái này nó mạnh quá. Nó mạnh cái rễ giả mang luôn mà. Chị, cái gốc su của chị hả? Mấy năm rồi? Lúc đó 2 năm á. Sao mình 1 năm. Có nghĩa là chị có đậy điểm gì lại luôn. Đậy dữ lắm. Hả? Trời ơi, sao hay vậy nè, có cái đậy dữ lắm. Đâu, cái gốc su kìa. Mà mấy củ mà nó lên nhiều nhánh vậy chị? Có 1 củ à. Trời ơi. Siêu đẳng. Năm vừa rồi chị Quyên cho Dung 5 củ sung. Mà mình giữ đông không được á, cuối cùng còn 2 củ à. Bây giờ thì nó lên nó èo uột mà không biết là giữ được cho năm sau hay không nữa. Hy vọng là năm sau nó lên. Đây là Dung ơi. Dạ. Trời ơi, chị bứng cho Dung luôn kìa. Ủa chị cắt cái nhánh đó rồi nó chết của chị làm sao? Nhánh đó nè. Không sao đâu. Vậy hả? Trời ơi chị ơi. Nó còn cái đống này. Đánh gì? Đây. Thấy không? Cái này nó cũng giống như tương tự là mình ở trên phố mình đi về quê vậy á. Đó, mẹ có gì là gồm cho hết. Đó thấy không? Cho nữa nè. Ôi ôi đảo. Em hy vọng là nó lên, chị không lên là buồn dữ lắm luôn á. Buồn là tại vì á, lòng chỉ có lòng chỉ cho em mà em không biết cách trồng á. Để cho em lấy cái vỏ. Dạ. Đúng rồi, như chỉ có lòng chỉ cho Dung á mà mình không biết cách trồng, mình để chết là buồn dữ lắm luôn á. Nó đâu biết mình nhắc ra. Đó giờ là lấy ha. Chị Hương bỏ vô túi cho Dung đem về nè. Em cảm ơn chị nhiều nha. Không có gì. Cho quá trời thứ luôn. Này về em banh nó ra từ, em tét nó ra từ nhánh. Em mới ghim nó. Cho nó nằm á, cho nó có rễ biết không? Ráng trồng cho nó lên. Dạ. Đã ha. Chết cái từng gãy cái ngọt đọt sung của chị uổng. Quải này tự nhiên đường ở đây rộng hơn tha, quải mọc, quải chui vô đó, quải mọc, quải hết, quải gì đâu. Ngay đường nhà chị Hương đẹp quá, bông quá trời luôn nè. Thấy không? Bông gì không biết nữa mà màu đẹp ghê luôn. Em cảm ơn chị Hương nhiều ha. Một cây màu hồng ha, một cây màu tím, màu trắng nữa kìa. Quá đã luôn. Em cảm ơn chị Hương nhiều. Đâu có gì. Đó, chị cho quá trời thứ. Cái này chua là sợ nó gãy ra đó. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Dạ em về nha chị. Dạ. Không em ở xa lắm. Từ nhà em tới chỗ em làm là 30 cây á. Tới đây 8 cây nữa nè. Hơn 30 cây chút. Dạ em về cũng khoảng 50 phút ạ. Vậy em về nha. Dạ. Cho em kêu là ham anh ha. Dạ. Rồi, giờ mình về. Hồi nãy giờ Dung mình đi làm về xong cái mình ghé đây luôn. Giờ cái là vô ngồi nói chuyện chơi với chị Hương chút xíu. Giờ thôi mình đi về đây. Trời ơi. Về cố gắng trồng bạc hà gì rau tần lá dày á, trời Dung thích lắm. Dung thích trồng rau của Việt Nam mình mà mình trồng hoài mà nó không lên, nên á là lần này hy vọng là trồng lên để cho năm sau có ăn. Thôi giờ thì Dung đi về nha. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã xem video và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.